Xin chào cả nhà. Số công nghệ Hải Phòng bên em lại tiếp tục về được một em nồi áp suất thương hiệu Liben hàng chuẩn Nhật nha các bác nhá. Con này với dung tích là 4,5 lít này các bác này. Cái dòng tay cán vàng này áp nó có dòng áp cao áp thấp này. Đấy. Áp nó rất là căng luôn. Con này nó cũng cực kỳ là căng luôn nha các bác nhá. Con này dung tích là 4,5 lít nha các bác nhá. Đấy. Đầy đủ các loại tem mác của Nhật này. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái tem luôn. Đây lồi inox đẹp sáng bóng các bác nhìn này. Chân tay nhá, các bác nhìn này, như mới luôn. Bình thường cái dòng tay này nó rất hay bị cháy tay. Nhưng mà như con này nó còn quá mới các bác nhìn nhá. Đấy, thương hiệu Liben này. Takatoshi của Nhật này, Takatoshi chấm LTD này, Liben dung tích 4,5 lít, toàn bộ chữ Nhật nhé các bác nhé. Nhìn này, inox đẹp sáng bóng luôn. Đấy, lồi gần như mới luôn. Rất chi là đẹp luôn các bác nhé. Bên trong thì khỏi phải bàn luôn, miễn bàn luôn. Đây, gioăng cao su zin 100% nhé các bác nhé. Mặt inox đẹp này, đẹp từng con ốc luôn các bác nhìn này. Đấy, gioăng cao su zin xịn 100% luôn nhé các bác nhé. Xanh ngắt luôn. Inox mặt inox sáng bóng lồi bên trong này các bác nhìn này. Không một vết chảy xước nữa. Đấy. Các nhìn chưa? Nó đẹp bóng loáng luôn này này. Con này nó còn quá mới luôn, để mà nói thì hình thức thì tuyệt vời. Đấy, nó chỉ bị khi mà vận chuyển ấy, con nọ đặt lên con kia bên trên mắt này. Bên trên này nó hơi bị, đây các bác nhìn nhá. Hơi bị xước răm một chút. Đấy. Hơi xước răm một chút thôi, còn đâu nó như mới. Con này để mà nói thì là gioăng cao su và cái lòng bên trong và cái phần đáy của nó và phần tay của nó ấy, thì nó mới đạt mới đến 95% luôn nhá các bác nhá. 95% luôn này. Tay này, lồi phần đáy không có một tí nào là bẩn hay là oxy hóa của việc đun nấu nhiều luôn. Đấy các bác nhìn này. Inox sáng bóng. Tay màu là còn rất là mới luôn, không hề bạc mà không hề cháy. Dòng tay rất hay cháy. Đấy, inox sáng bóng luôn, lồi bên trong không một vết cháy xước. Gioăng cao su zin từng con ốc một còn mới nguyên. Tức là nó dùng không dùng mấy, không dùng mấy. Đấy, mỗi điểm trừ đây, tem mác còn nguyên đầy đủ đây. Mỗi điểm trừ là vận chuyển này, kiểu con nọ đặt chồng chéo lên nhau ấy. Đấy, nên là trên mặt vung hơi bị xước răm một chút. Đấy các bác nhé. Con này em bán cho các bác giá này 900.000 bao ship hàng Liben chuẩn Nhật. 900.000 bao ship bảo hành cho các bác 3 tháng, đã test kín hơi nhanh nhừ nha các bác nhé. Đã test kín hơi nhanh nhừ. Bác nào lấy thì alo em, số điện thoại 0934230664. Hàng bên em cọc trước 100.000 còn lại nhận hàng, được kiểm tra và thanh toán nhé các bác nhé. Đấy. Con này thì đun từ ok này các bác này, đun từ đun ga các bác đun gì cũng được. Đẹp xuất sắc luôn nhé các bác nhé. Rồi, xin chào các bác ở các video sau ạ.